Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Hỷ làm video này, các bạn Hỷ muốn chia sẻ với tất cả các bạn cái cách mà trị yếu sinh lý nam ha, và các bạn nữ cũng nên coi nha, coi để mình có những cái biện pháp mình giúp cho người thân mình cải thiện cái bệnh mà yếu sinh lý được tốt hơn ha. Và cái phương pháp mà Hỷ muốn chia sẻ với tất cả các bạn thì Hỷ muốn chia sẻ rằng là dùng những cái nguyên liệu mà nó dễ tìm, nó rẻ tiền và nó chi phí nó hấp nữa, giúp cho chúng ta dễ thực hiện ha. Và nguyên liệu hôm nay Hỷ muốn chia sẻ với tất cả các bạn cái cách trị yếu sinh lý là cây rau ngót. Thì cái cây rau ngót này thì chúng ta sẽ thường dùng hàng ngày, ngoài á, nó có những tác dụng như là thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, kháng khuẩn, tiêu viêm, thì nó còn giúp cho chúng ta là tăng cường và lưu thông khí huyết. Chính vì vậy á, rau ngót á, được chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới á, rất nhiều người quan tâm và áp dụng. Cái cách này á, thì Hỷ thấy á, rất là nhiều người sử dụng rồi, nên hôm nay Hỷ muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Và cái cách trị yếu sinh lý bằng cái rau ngót này á, thì cũng khá là đơn giản các bạn. Các bạn nào mà đang bị về vấn đề là yếu sinh lý như là xuất tinh sớm, yếu mềm, và có thể là mình muốn tăng cái lượng tinh trùng để điều trị hiếm muộn, hay là chúng ta muốn nhanh chóng có con á, thì các bạn hãy thử áp dụng cái cây rau ngót này để sử dụng hàng ngày để giúp cho chúng ta cải thiện các vấn đề trên ha. Sau đây là hãy chia sẻ với tất cả các bạn cái cách chúng ta trị yếu sinh lý bằng rau ngót. Thì cái cách thứ nhất trước tiên mà hãy muốn chia sẻ với tất cả các bạn là cái cách thứ nhất là chúng ta có thể dùng nước ép rau ngót. Thì các bạn sử dụng là khoảng 200 đến 300 lá rau ngót tươi nè. Các bạn mang đi rửa sạch sẽ ha. Chúng ta mua ngoài chợ thì chúng ta có thể ngâm với nước muối pha loãng là khoảng 10 phút. Sau đó các bạn đem rửa sạch sẽ. Thì chúng ta sẽ bỏ vào máy sinh tố, các bạn xay cho thật là nhuyễn. Sau đó các bạn lọc lấy cái nước cốt của nó các bạn uống ha. Và các bạn bỏ bã đi, chỉ lấy cái nước cốt đó thôi. Thì các bạn có thể là thêm chút đường, chút đá vô mình uống y như là sinh tố vậy đó. Thì các bạn sử dụng như vậy là một ngày 200 đến 300 gram, và một tuần các bạn sử dụng là 3 đến 4 ly như vậy, để giúp cho chúng ta cải thiện cái quá trình yếu sinh lý, về yếu mềm xích sớm nè, và có thể là tăng lượng tinh trùng. Còn cái cách thứ hai thì muốn chia sẻ với tất cả các bạn, mình nấu canh rau ngót. Thì nấu canh rau ngót này á, các bạn có thể chuẩn bị một ít rau ngót và một ít lá mùng tơi ha. Thì cái lá mùng tơi và kết hợp với rau ngót này á, trị về yếu sinh lý á, rất là tốt. Vì thường thường cái hai cái loại rau này á, cũng rất là dễ tìm. Nếu các bạn mà mình đi ra chợ mình mua hay là ở quê á, mình trồng rất là nhiều ha. Các bạn sử dụng là khoảng 100 gram rau ngót và 100 gram là lá mùng tơi, và các bạn nấu canh ăn ha. Và các bạn nấu canh thì các bạn có thể nấu với cá, tôm, thịt, hay là những cái món ăn mà các bạn thích thường ngày, như là nghêu, sò ha. Mình có thể nấu chung là một mình ăn canh hàng ngày. Ở đây là Hỷ sẽ nấu với cá, nên là các bạn đợi nước hoặc là sôi, các bạn cho cá vào. Thì các bạn có thể mình nêm nếm theo cái khẩu vị các bạn ăn thường ngày ha. Các bạn thích ăn như thế nào thì các bạn cứ nêm nếm bình thường như vậy thôi. Và sau đó thì các bạn sẽ cho vào đây là lá mùng ngót và mùng tơi. Khi các bạn đợi nước sôi lên thì chúng ta nêm nếm vừa ăn, và chúng ta sẽ tắt bếp. Như vậy là các bạn sẽ sử dụng cái canh rau ngót mùng tơi này á, một tuần á, là từ 3 đến 4 lần. Một lần như vậy á, là 100 gram rau ngót và 100 gram mùng tơi. Thì các bạn cái cách nấu canh này thì cũng rất là dễ ăn, và nó cải thiện được cái vấn đề yếu sinh lý rất là tốt, và cũng dễ thực hiện nữa. Nếu như các bạn nào mà đang bị về vấn đề yếu sinh lý mà muốn cải thiện vấn đề về yếu sinh lý, thì các bạn hãy thử thường xuyên dùng cái món canh rau ngót và
mùng tơi này, vì hai cái món rau này cũng rất là dễ tìm và giá thành cũng rất là rẻ mà cho hiệu quả lại rất là cao, nên Hỷ muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Hãy hy vọng rằng là các bạn áp dụng hai cái loại rau này trong bữa ăn hàng ngày, giúp cho chúng ta cải thiện được quá trình yếu sinh lý. Thì chúc cho các bạn thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Nếu các bạn nào thích video của Thủy cho Thủy một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy nha. Thủy xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.